Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Và giữa chiếc Note 9 và chiếc S10 thì chiếc máy nào sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm cao cấp hơn? Hãy cùng mình thử tìm hiểu trong video này nhé. Bạn nào đang quan tâm tới chiếc Samsung Galaxy Note 9 hoặc Samsung Galaxy S10 thì đừng quên truy cập đường link của Di Động Việt mình để ở phần mô tả. Tại Di Động Việt đang có mức giá rất tốt dành cho hai chiếc máy này. Chắc chắn là khi nói điểm đầu tiên thì sẽ là thiết kế rồi. Các bạn đang nhìn thấy chúng ta có một chiếc điện thoại thì to hoành tráng như chiếc Note 9 ở đây. Và một điện thoại rất là bé nhỏ gọn gàng cầm trên lòng bàn tay, đó chính là chiếc Samsung Galaxy S10. Và khi mình lật ngược mặt lưng lại thì một lần nữa chiếc S10 làm cho mình có cảm tình hơn, bởi vì mặt lưng của Samsung Galaxy S10 có thể đổi màu được, và cái màu xanh này khi mà đổi màu dưới ánh sáng trông rất là đẹp. Còn mặt lưng kính ở trên Note 9 thì khá là đáng tiếc khi mà không thể đổi màu. Mặt lưng kính Note 9 thì hoàn toàn là một màu mà thôi. Một cái điểm nữa Note 9 thua thiệt hơn so với S10 đó chính là cảm biến vân tay. Trên Note 9 các bạn vẫn là cảm biến vân tay một chạm mà thôi, còn trên S10 các bạn được nâng cấp lên, đó chính là cảm biến vân tay siêu âm ở trong màn hình. Và cảm biến này thì cho tốc độ khá là nhanh, cũng như là cái việc khi tay bạn chẳng may có ướt một chút vẫn mở khóa được. Còn cảm biến này của chúng ta ấy, khi mà tay mình ướt hay ra mồ hôi tay thường mình phải lau đi mới có thể mở khóa. Tốc độ mở khóa hai vân tay này thì mình thấy rằng là gần như là tương đương với nhau, không có bị thay đổi nhiều. Nhưng đôi khi thì vân tay một chạm lại nhanh hơn là vân tay trong màn hình. Khi nói về trải nghiệm cầm nắm hai chiếc máy này thì S10 cho bạn trải nghiệm cầm nắm nó gọn gàng và dễ dàng ở trên lòng bàn tay hơn so với Note 9. Với Note 9 thì kích thước máy khá là to, vì vậy khi mà cầm chúng ta sẽ phải cầm bằng một tay và cảm ứng một tay mới thoải mái. Còn việc các bạn dùng một tay luôn thì có vẻ hơi khó khăn một chút, mặc dù đã là One UI. Và thêm một điểm nữa, khi nói về cân nặng thì chiếc Note 9 cũng nặng hơn so với S10, vì vậy Note 9 cầm sẽ có phần đầm tay hơn. Tuy nhiên cầm lâu các bạn chơi game sẽ bị mỏi tay. Khi mà nói về màn hình của chúng ta thì đúng là chiếc Note 9 to hơn nên có màn hình lớn hơn thật, nhưng hơn không quá nhiều so với chiếc S10. Cụ thể thì Note 9 sẽ có màn hình là 6,4 inch, còn Note 10 là 6,1 inch. Cả hai màn hình này của chúng ta đều là công nghệ AMOLED. Tuy nhiên trên màn hình của Note 9 sẽ là Super AMOLED, còn công nghệ màn hình ở trên Samsung Galaxy S10 sẽ là Dynamic AMOLED. Dynamic AMOLED này thì chúng ta sẽ có thêm hỗ trợ HDR10+, còn Note 9 thì dừng lại là HDR10 mà thôi. Và một cái điểm chung với hai màn hình này đó chính là cả hai đều hỗ trợ độ phân giải tối đa là 2K+. Về màu sắc trên hai màn hình này thì cá nhân mình thấy rằng là màu sắc màn hình ở trên chiếc Note 9 có phần thật hơn so với S10. Khi các bạn nhìn vào màu trắng này, màu trắng của cửa hàng Play và màu trắng của cửa hàng Play ở trên chiếc S10 thì S10 cảm giác nó hơi vàng nhẹ một chút so với Note 9. Điểm hơn của chiếc Samsung Galaxy S10 so với chiếc Note 9 đó chính là đây là cái công nghệ màn hình mà các bạn sẽ có cạnh trên, cạnh dưới, cạnh trái, cạnh phải cực kỳ mỏng. Chúng ta sẽ có camera trước nằm ở ngay trong màn hình luôn. Còn với lại Note 9 thì dành những bạn nào mà thích một cái màn hình toàn diện và các bạn chấp nhận được cạnh trên, cạnh dưới còn dày. Như mình là một người thích một cái màn hình không bị bất kỳ một cái gì nó đi vào trong màn hình cả, không bị bất kỳ khuyết tật tai thỏ hay giọt nước gì. Vì vậy mình thích màn hình của Note 9 hơn, mặc dù mình chấp nhận là Note 9 sẽ có cạnh trên và cạnh dưới hơi dày một chút. Có một cái điểm trên chiếc S10 mà mình không biết rằng nó hơn hay kém Note 9, bởi vì cái này là tùy theo từng người, đó chính là cái màn hình nốt ruồi ở trên chiếc Samsung Galaxy S10 này. Nó sẽ khoét ra một lỗ ở trong màn hình của bạn, nhưng đổi lại thì tất cả cạnh màn hình của S10 cực kỳ mỏng. Còn với chiếc Note 9 của chúng ta thì các bạn vẫn có camera nằm ở phần cạnh trên, và phần cạnh dưới chúng ta cũng được làm dày để cho tương ứng phần cạnh trên. Thành ra là bạn sẽ có cả cạnh trên và cạnh dưới. Tuy nhiên cạnh trên cạnh dưới này có một cái tác dụng khi chơi game, đó chính là tránh cho bạn cảm ứng nhầm ở trong màn hình. Bởi vì là những người tay mà nhiều to như mình ấy thì thường khi mọi người chơi game sẽ bị cảm ứng nhầm vào màn hình và nó gây ra hiện tượng khá là khó chịu. Về cấu hình giữa hai chiếc máy này thì Note 9 đã có phần thua thiệt hơn. Đầu tiên là con chip nhá, chip là 9810 thì ở trên chiếc S10 là 9820. Về RAM thì Note 9 6GB thì trên S10 chúng là 8GB. Còn về bộ nhớ trong thì cả hai máy hiện tại đang là bằng nhau, phiên bản mình có ở đây đều là 128GB cả. Như vậy khi mà nói về cấu hình mình không cần nói các bạn cũng biết là S10 sẽ chiến thắng rồi. Tuy nhiên thì con chip 9810 ở trên Note 9 bây giờ vẫn gánh rất tốt các tác vụ hàng ngày cũng như là việc chơi game. Mình vẫn có chơi tựa game khá là quen thuộc như cả PUBG Mobile hay Liên Quân Mobile trên Note 9 và máy vẫn chưa cho làm mình thất vọng bất kỳ một điều gì hết. Về phần mềm ở trên hai chiếc máy này thì cả hai đều là Android 9 và đều chạy One UI. Nhưng có một cái điểm mình thấy rằng là ở trên Note 9 tại sao mãi bây giờ vẫn không có, đó chính là cái phần tiện ích số. Trên những cái dòng máy mới ra Samsung năm nay đều có phần này khi mà chạy One UI. Tuy nhiên Note 9 của chúng ta đến bây giờ vẫn chưa được cập nhật, các bạn chỉ có quản lý chung, chỉ có hỗ trợ mà thôi. Một cái thứ khá là đáng tiếc. Tiếp theo là về camera thì sẽ đi qua thông số một chút nhé. Với Note 9 các bạn có camera có thông số là 8 megapixel, còn ở trên S10 các bạn camera selfie có độ phân giải là 10 megapixel. Còn đối với lại camera sau thì đây là điểm mà Note 9 thua thiệt nhiều nhất so với lại chiếc Samsung Galaxy S10. Đó chính là trên Note 9 các bạn chỉ có bộ đôi camera mà thôi. Trong khi đó trên S10 các bạn có tới 3 camera cơ. Và việc có 3 camera này giúp S10 có thêm tính năng chụp ảnh góc siêu rộng mà trên Note 9 không có. Còn về thông số các bạn sẽ có cụm 2 camera 12 megapixel ở trên chiếc Note 9, một camera chính, một camera tele. Còn về chiếc S10 các bạn sẽ có bộ 3 camera, một camera chính 12 megapixel, một camera tele 12 megapixel và một camera góc siêu rộng 16 megapixel. Chiếc S10 có một cái điểm hơn Note 9 đó chính là về khả năng chống rung quang học. Mình đã có dùng Note 9 một thời gian dài và khi mình cầm sang chiếc S10 mình thấy rằng khả năng chống rung của em nó quá bá đạo kể cả cam trước hay là cam sau. Vì vậy rất phù hợp với những bạn nào mà thích đi quay vlog và bạn nào thích quay phim ở bên ngoài đường. Vì chúng ta cầm điện thoại không cần cầm theo bất kỳ gimbal gì cả, các bạn đã có thước phim rất là mượt mà không rung giật gì hết. Về pin thì ở trên chiếc Note 9 các bạn có viên pin 4000 mAh, còn ở trên chiếc Samsung Galaxy S10 thì các bạn đang có viên pin là 3400 mAh và cả hai máy đều hỗ trợ sạc nhanh là 15W.
Tuy nhiên mình thấy rằng sẽ có một số bản cập nhật giúp cho S10 lên được 25W, còn khi nào cập nhật hiện tại mình vẫn chưa biết được cái điều đó. Và khi đến cái phần sạc này thì chiếc Note 9 của chúng ta sẽ bị thua thiệt 2 điểm so với chiếc S10. Điểm thứ nhất là về sạc không dây. Sạc không dây trên Note 9 chỉ là 10W mà trên S10 các bạn có tới 15W cơ. Điểm thứ hai là trên S10 các bạn có khả năng sạc ngược không dây. Nghĩa là bạn biến S10 chúng ta thành một cục sạc dự phòng không dây rất là tiện lợi sạc thiết bị khác. Các bạn sạc cho Galaxy Watch Active này, các bạn sạc cho Galaxy Buds hay bạn sạc cho điện thoại khác có hỗ trợ sạc không dây cũng được. Với chiếc bút thì Note 9 hỗ trợ các bạn khá là nhiều tính năng văn phòng và những thứ hữu ích. Ví dụ như các bạn có thể làm là ghi chú nhanh này, hay là các bạn sẽ có phần viết lên màn hình, phần tin nhắn động, phần dịch. Và cái mà mình thích nhất trên chiếc bút này đó chính là khả năng điều khiển điện thoại từ xa. Ví dụ như bạn điều khiển chụp ảnh chẳng hạn, khi mà mình selfie nhóm mình phải giơ tay rất là xa thì mình dùng cái bút để chụp ảnh cũng khá là tiện lợi. Hoặc là khi mình muốn chụp ảnh cam sau mà chụp ảnh nhóm thì mình cũng thể dùng cái bút này được. Ok, vậy tổng kết với ngoài lại thì mình nghĩ rằng chiếc máy đang cho mình cái trải nghiệm cao cấp hơn, đó chính là chiếc Samsung Galaxy Note 9. Tuy rằng Note 9 có phần thua thiệt so với chiếc S10, nhưng ví dụ như là về phần thiết kế chẳng hạn thì mình có thể bỏ qua phần mặt lưng đó, bởi vì khi mình đeo ốp vào thì mặt lưng nào cũng giống nhau. Về phần cấu hình thì Note 9 thì vẫn khá là đủ dùng. Về phần màn hình công nghệ HDR10 cộng thì bây giờ nó hỗ trợ cũng chưa quá nhiều, thành ra là mình cũng không cần thiết lắm. Và về cái bút của chiếc Note 9 là cái mà mình thích nhất ở chiếc máy này. Còn về thời lượng sử dụng pin của hai máy, tuy rằng Note 9 pin to, S10 ra pin là như nhau thôi các bạn ạ. Còn về cái tính năng sạc không dây, sạc ngược thì mình cũng chưa sử dụng nhiều, nên là mình không cần thiết. Và mình quyết định là chọn chiếc Note 9. Vậy thì bạn sẽ chọn chiếc máy nào? Bạn chọn Note 9 hay chọn S10? Hãy để ý kiến phần bình luận cho mình cùng biết nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.